do cũng cấp cứu, nó có hai phần là chấn thương thì cấp cứu viêm xoang dạ dày, đây là những cái này cũng rất là để cho các chị hãy qua có một cái chiến lược nó tương đối là phòng ngừa trong cái vấn đề xử lý. Thì trong cấp cứu bụng thì hiện tại cái siêu bọng đó có cái vấn đề rất lớn, gần như là trong phòng cấp cứu ở tất cả các nơi mà bệnh nhân có đông ngồi thì cái gần như cái các cái phương tiện động tay là siêu bọng. Thì bây giờ đau bụng như thế nào là cấp, như thế nào là không cấp, cấp cứu thì nó chia ra nhiều mức, ví dụ như khẩn cấp hoặc là tối cấp hoặc là những cái cấp cứu có thể không đạt được, nó có nhiều mức độ khác nhau. Thì một cái đau bụng cấp theo định nghĩa thì đó là cái tình trạng đau bụng đột ngột nhưng mà phải nằm rộng. Còn những cái đau bụng thông thường không thôi thúc người mình đi đến bệnh viện, ví dụ như nửa đêm nửa hôm mà bệnh nhân phải đi đến bệnh viện thì phải là đau ở mức độ đột ngột. Chứ còn những cái mức độ đau thông thường cho thấy là không có, người ta sẽ đi đến khám với những cái thời điểm nó không phải là cấp cứu. Thì những cái đau bụng đột ngột cầm cọc như vậy có thể có kèm theo những cái nôn, buồn nôn, tiêu chảy, chướng bụng, có thể có kèm theo một cái đau hay là sốc. Như vậy trong những cái một cái tình trạng mà cấp cứu như thế này kèm theo những triệu chứng như thế này, đương nhiên nó có nhiều nguyên nhân mà ta không cảm bằng các kỹ thuật thông thường sờ mỏ nghe thì gần như là không có phát hiện ra được. Cần một cái chẩn đoán làm sao cho chính xác, nhanh chóng để có điều kiện trong cấp cứu cho thích hợp. Thì trong cái siêu âm khẩn cấp thì CT thông thường nó là cái tiêu chuẩn vàng, nhưng mà siêu âm thì UVU nó là cái lựa chọn đầu tiên. Nhưng mà cái tiêu chuẩn vàng của CT ở đây thực tế thì có phải lúc nào cũng cần cái CT đó hay không? Và trong một số trong những điều kiện mà không thể ta thực hiện được CT, cái hạn chế như ở bệnh nhân mà bị huyết áp, bệnh nhân trong tình trạng không thể có phép điều trị được, hoặc là trong trường hợp mà không có sẵn chiếc CT, thì chúng ta sẽ tận dụng siêu âm có như thế nào? Và lúc đó thì siêu âm đóng vai trò là những dạng cho chẩn đoán. Cho nên bụng thì khi mà chúng ta làm siêu âm, đó là một cái ưu thế rất nhiều đối với lại cái bệnh lý của bộ phận và siêu âm. Nếu chúng ta nắm những các nguyên tắc siêu âm chúng ta biết rõ về mặt bệnh lý thì chúng ta có thể đưa ra những kết quả kịp thời và chính xác giúp ích cho bệnh nhân điều trị. Hơn nữa một cái ưu thế của siêu âm đó chính là cái gì, đó là chính là cái tương tác giữa bệnh nhân và bác sĩ siêu âm. Thì ngoài những cái chuyện như là đây là kỹ thuật không xâm nhập, cơ động có thể siêu âm tại giường, không có tia xạ, không dùng các cảm quan trên chân, thì ta thấy rằng trong một số bệnh lý thì nó còn có giá trị nhiều hơn là CT scan. Từ năm 2002 thì Harrigan cũng đã một cái tổng kết, cũng đã thấy là cái giai đoạn của siêu âm có nhiều ưu thế trong cấp cứu. Cho nên sau này khi các chị làm nghề một bệnh nhân đau bụng, một bệnh nhân đến với mình trong tình trạng cấp cứu, ở cái bài chấn thương sẽ để trình bày trong một số trường hợp chấn thương thì cái quyết định của siêu âm là quyết định mổ với phòng mổ chứ không phải là quyết định của CT. Ví dụ như một số giá trị của siêu âm là xác định được chẩn đoán trước khi siêu âm chỉ có 29% thì có siêu âm có thể giúp loại bỏ những cái chẩn đoán của người bác sĩ cấp cứu bằng nhìn sờ nhỏ nghe. Trước đó thì cái giá trị có thể là trong 25%, có thể là thay đổi cách điều trị của người bệnh.
có nghĩa là cái chẩn đoán ban đầu hoặc là các cái chỉ một chẩn đoán khác. Thì cái tôi muốn nói đây đó chính là cái vấn đề là tổn thương tác giữa bệnh nhân với lại bác sĩ siêu âm. Bởi vì khi mà chúng ta là người siêu âm, nhưng mà các anh chị ở đây một phần các anh chị là người làm lâm sàng, người làm siêu âm, có một số chị làm chẩn đoán nặng thì làm siêu âm và các kỹ thuật khác, mà chúng ta không có phải là một cái hệ bên lâm sàng hay là cấp cứu. Nhưng mà chúng ta nhớ là cái chuyện mà khi làm siêu âm là mình cần cầm đầu dò và tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Cái chuyện tương tác ở đây nó là gì? Đó chính là cái mình vẫn có thể khỏi bệnh được, mình vẫn có thể sờ nắng được, mình nhìn được người ta như thế nào. Và thậm chí các chị có thể nghe, nghĩa là các kỹ năng nhìn sờ ngõ nghe của bác sĩ lâm sàng và cộng thêm cái con mắt của cái nhìn ở phía bên trong của mình ở đây, đó là cái đầu dò siêu âm. Cho nên là khi mà làm siêu âm trong một cấp thì các anh chị có sau khi hỏi bệnh sử, sau khi đã thăm khám bệnh nhân với cái đầu dò siêu âm của mình thì mình sẽ có cái phương pháp mà nó phù hợp nhất trong cái giúp cho mình làm siêu âm với cái kết quả nó tốt hơn. Ví dụ như khi mà làm siêu âm đó thì các chị có thể trong cấp cứu thì sau khi mà đã tương tác với bệnh nhân, mình hỏi bệnh, mình thăm khám thì các chị nó có hai cái. Nếu mà các anh chị trong một cái bệnh mà các anh chị thông cảm, các anh chị sờ nắng cái bụng thì các anh chị sẽ tập trung khu trú được cái vùng và cũng có phản ứng nhiều nhất. Còn khi nếu các anh chị cầm đầu dò cái cảm nhận của cái tay của mình với lại cái bụng của bệnh nhân, chắc chắn một điều là không chính xác. Chưa kể là khi mà mình cầm như vậy thì cái sức của mình đè lên cái bụng của người bệnh ở mỗi nơi nó cũng mỗi khác, nó làm sai lệch các cái điều chỉnh. Những cái phản ứng thành bụng ở các mức độ đề kháng hay là cảm ứng phục mạng nó tùy thuộc vô cái bàn tay của mình cảm nhiệm. Ví dụ như ở trong giai đoạn mà kích thích của màng bụng, ví dụ như trong giai đoạn ví dụ như ở một cái viêm thượng cấp tính hoặc là ở trong một cái tràn máu hay là một cái tràn nước tiểu của bụng ở tinh thể và thể, thì các chị thấy ở đây trên lâm sàng thì chỉ có cái triệu chứng là cảm ứng phục mạng, có nghĩa là các chị sờ thì ở đâu cũng đau, nhưng mà thông thường thì ở những cái chỗ mà nó đau nhiều nhất đó là chỗ khởi vị của cái bệnh nguyên. Cho nên là một cái thăm khám tinh tế nhẹ nhàng thì giúp cho mình khu vô cái nguyên nhân của một cái đau ở bụng. Và đương nhiên thì khi mà đã khu vô một cái đau ở bụng rồi thì lúc đó các anh chị với cái phương tiện là siêu âm thì các anh chị có thể phát hiện đi tìm những cái dấu chứng của cái bệnh lý mà mình đã kiểm tra. Thì ở đây cũng nhắc trở lại, dù là siêu âm hay là dù là các kỹ thuật chẩn đoán nặng khác, các anh chị nên có một cái chẩn đoán, nên có một cái đặt ra những vấn đề lâm sàng cần phải đi tìm ở đây. Tại vì tôi đã nói rồi, có tìm thì mình mới có thể thấy được, chứ chúng ta không làm một cái tổng quát một cách ngẫu nhiên được trang thay giới. Đó là cái chuyện mà tôi muốn trao đổi với các anh chị. Ví dụ như một cái siêu âm nói đau có một phải, nếu mà chúng ta chỉ nghĩ tới cái bụng thừa thôi, chúng ta cố gắng đi tìm bụng thừa thì không thấy, mà chúng ta không đi, chúng ta quên, chúng ta không đi tìm cái sỏi niệu quản, chúng ta không đi tìm được bụng kinh của người phụ nữ, hoặc là không đi tìm các cái thận vĩ đại trong những cái viêm thận ở trẻ con nhân dân. Thì nếu mà chúng ta không tìm cái đầu dò, chúng ta bị viêm nước qua có những cái triệu chứng đó mà thấy, tức là trong số bệnh mà hiếm. Cho nên là
như mình nói, nhân đau, một từ dưới phải, một từ chân phải, một từ chân trái, một từ dưới trái, hay đau trong bốn cái chân. Thì mình phải nghĩ tới những cái đề, cái đề gì để mà có đi tìm giới siêu âm của mình. Thì các chị khi làm chủ được cái siêu âm, thì các chị sẽ biết được cái hạn chế của siêu âm ở mức độ nào. Ví dụ như các chị thấy nếu mà nhân đau dùng trên ruột, các chị khi ngờ là biết cái cấp thì siêu âm mình có bị hạn chế không? Các chị đối với vị siêu âm hạn chế nhiều, làm sao mình đánh giá được một cái viêm tụy cấp thì dạ dày và đại tràng ngang nằm trước nó sẽ chứng hơi nhiều. Bây giờ làm sao thì mình gần như cái đường tiếp cận của mình chỉ là cái đường ở phía trước, cái đường ở phía trước nó bị dạ dày chứng hơi, nó bị đại tràng chứng hơi che lấp, cho nên chúng ta không thấy rõ được. Cộng thêm nhân nếu nhân đề kháng thì mình cũng không ấn trong dò được, thì lúc đó cái chuyện mà siêu âm giai đoạn siêu âm trong viêm tụy cấp sẽ bị hạn chế nhiều. Cái này là nếu mà thấy được, chưa thấy được là có cái thuộc và thấy được tụy, các chị không thể đâm nhân uống được, bởi vì trong viêm tụy cấp thì nhân sẽ nôn rất nhiều, và khi mà nôn vậy các chị không cho nhân uống để có cái số âm hoặc để mà có thể cảm giác được tụy được. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta phải biết cái hạn chế của siêu âm của mình khi mà nghĩ tới cái đề trên lâm sàng đó là cái gì. Thì một cái thủng dạ dày tương tự, khi mà thủng dạ dày thì bệnh nhân cũng còn thủng như cổ, thì các chị đâu có đè được dòm được. Và trong cái viêm màng quá học của thủng dạ dày trong giai đoạn đầu, bệnh nhân thủng như cổ, bệnh nhân bị liệt dạ dày, liệt các đại tràng do cái phản ứng của viêm cũng chứng hơi. Và các chị cũng thủng dạ dày thì đâu thấy được cái lỗ bụng, chúng ta có thấy được chăng để tự tin thấy cái gì. Cho nên là vấn đề kết hợp lâm sàng, kết hợp với lại các cái triệu chứng, ví dụ như đối với thủng dạ dày, nếu mà nghĩ tới thủng thì các chị có thể cho bệnh nhân nằm nửa nằm nửa ngồi để mình phát hiện cái dấu hiệu hơi bình do nó nằm len giữa gan và trước. Tại vì nếu mà ở nơi khác giữa gan với thành bụng trước thì bình thường nó sẽ không có hơi, nếu nó có hơi sẽ có hơi tự do ở chỗ đó, thông thường khoảng 1 ml chúng ta có thể phát hiện được nếu làm được. Cho nên trong cái vấn đề siêu âm đối với bụng cấp thì chúng ta cần cái cần thiết phải hỏi bệnh nhân, phải thăm khám bệnh nhân để đồng thời cũng phải biết cái hạn chế của siêu âm của mình để mà mình đề nghị một cái phương pháp cho lâm sàng khác, và nhất là phải trả lời như thế nào cho nó hợp lý. Ví dụ như trong một cái siêu âm bụng thông thường của các chị, nhất là trong thời buổi hiện tại là các chị gần như là có một cái bản tường trình sẵn ở trên máy tính, cái gì bình thường bình thường hết. Thì nếu mà dùng cái tụy các chị không cảm giác được, mà các chị quên ghi vô chỗ đó là bụng chứa hơi không cảm giác được tụy, thì cái mặc định của cái kết quả đó là cái gì? Đó là tụy không to không nhất, rồi không có sự dụng banh tụy, không có thẩm gì và tụy nói chung là tụy bình thường dần dần. Thì trong trường hợp nếu mà mình quên, mình không có ghi chú thì nó ra, mặc dù trong đầu mình có thể nghĩ tới cái gì cấp, mình có thể không khảo sát được cái tụy, nhưng mình không ghi, mình lo mình làm những chuyện khác, cuối cùng cái kết quả mình ra siêu âm bụng ở đây mình đã không phát hiện được tình trạng bệnh lý giải thích cho cái đau trên rốn của người bệnh. Nhưng mà chúng ta bị cái vấn đề cái phương mẫu, cái công nghệ trả kết quả của mình nó hại mình. Cho chị trả ra kết quả chưa thấy bất thường tình siêu âm, trong đó nó có cái câu là bị không to mà cái không có phục dịch không thẩm mỹ ở đây. Cuối cùng nếu mà bệnh nhân viêm tụy cấp lâm sàng trung bình là mình đã thấy những cái tụy, thì rõ ràng cái điều trị chậm trễ viêm tụy cấp thì vẫn có thể dẫn đến tử vong, có thể những biến chứng nặng nề khác, hoặc
ghi nhận phần đó là cho mình. Cho nên ở đây muốn nói ở cái chỗ và cái hạn chế của siêu âm trong cái siêu âm bụng đó thì mình nên cẩn thận ở chỗ đó. Nhưng mà cái gì thấy thì mình sẽ ghi ra cho họ là thấy nó bình thường. Cái gì mà không khảo sát được do điều kiện không đủ, ví dụ như chứng hơi, ví dụ như là bệnh nhân có bị vết thương, ví dụ như bệnh nhân cái mổ cũ của bệnh nhân nó hạn chế cái cửa sổ âm học của mình, không khảo sát được thì cái này phải lưu ý rõ ràng của mình. Siêu âm khảo sát giới hạn dưới các chỉ đạo đó, chúng ta đề nghị cắt một cái siêu âm, cái siêu âm đó là gì? Đó là CT. Nếu cơ sở không có thì sẽ đề nghị là chuyển bệnh nhân sang một cái nơi khác hoặc có CT để xác định những gì đó. Thật ra khi mà làm siêu âm thì chúng ta nên lưu ý những cái chuyện đó là chặt, nhưng mà nhiều khi nó lại hại mình, nó cũng như vậy. Cái cụ thể trong siêu âm đó chính là các cái biện pháp mà mình có thể mình làm được mà các cái kỹ thuật khác không có. Chúng ta nếu chúng ta để ý đến những cái gì đó thì các chị thấy nó sẽ có cái vô cùng. Ví dụ như một cái biện pháp bằng sân phan trong thoát dị, càng nhân thoát dị mẹ, nhân thoát dị số, nhân thoát dị dân mộ, thì thông thường trong những trường hợp mà nhân đau bụng vô với mình thấy có triệu chứng tắc ruột thì đương nhiên trong cái chuyện mà tắc ruột trên siêu âm thì nó sẽ có những dấu hiệu gì ở đây thì phải tiêu hóa, siêu âm không tiêu hóa thì các chị biết rồi. Trong tắc ruột thì phải có quay ruột giãn, quay ruột giãn với điều kiện là non phải trên 3 cm, đại tràng phải trên 5-6 cm, chương trình và phải có song song quay một dạng đó, phải có quay một sẹo, có dạng có sẹo thì mới có tắc được. Còn nếu mà dạng toàn bộ ruột non cho tới đại tràng thì phải có chuyện đó là tình trạng liệt ruột. Đây về mặt sinh lý bệnh bình thường thì chúng ta có thể suy luận ra những cái dấu chứng mà chúng ta đi tìm để chúng ta kết luận được tắc ruột ở bệnh nhân trước bụng càng đau, cái đau nó còn nhiều, cái đau nó liên tục và đại tràng lẫn ruột non đều giãn, đều nằm im liệt, cái đó là cái liệt ruột hay là cái tắc ruột cơ nặng. Còn trong cái tắc ruột cơ học thì cái chuyện tắc ruột cơ học là phải có một cái nhẹ của cái chỗ nào đó trên cái dòng lưu truyền dịch và hơi của đường tiêu hóa, thì về phải có trên và phải có cơ dạng, ở dưới là phải có trục. Và trong giai đoạn đầu tiên của tắc ruột đó là mắt gần như là lúc nào nó cũng có tình trạng tăng lưu động. Ra nếu để sinh lý bệnh bình thường đó trên siêu âm của mình chúng ta sẽ suy luận ra cái gì thấy được. Nhiều cái tắc ruột cơ học thì chúng ta sẽ thấy có tăng lưu động, nhưng mà ở gần tới cái chỗ tắc đó thì chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu gì ở trên siêu âm mà chúng ta ghi nhận được mà nơi khác nó sẽ không có. Giống như các anh chị thấy cái luồng tim, cái luồng gió nó thổi giữa hai cái dải nhà cao, nhưng mà khi mà tới cái chỗ nào mà chặn cái luồng gió đó lại thì các anh chị sẽ thấy cái chỗ giống như là cái xoáy. Cái dây dịch ruột nó tắc ruột cũng vậy, ở trên xa chỗ tắc thì gần như là các chị thấy có thể có tăng lưu động, nhưng mà tới gần cái chỗ tắc thì các chị sẽ có dấu hiệu là gì? Có dấu hiệu là máy giặt là cái xoáy. Còn cái dấu hiệu đi về thì nó cũng có ở gần cái vị trí, càng gần cái vị trí tắc thì nó càng dễ nhận diện ra dấu hiệu đó hơn, và hoặc có thể là thấy cái phân nó đặc hơn ở cái chỗ gần vị trí tắc mà tương ứng trên X-quang. Nếu các anh chị khảo sát cái X-quang hoặc là CT thì
giống như là cái dịch đặc, cái giống như cái dấu mộc là phân ở trong bụng non. Thì đó là những cái mà chúng ta từ những cái hiểu biết của mình về một cái bệnh lý, và mình sẽ suy ra rằng cơn bệnh nặng không siêu âm, chúng ta sẽ thấy được những cái gì. Khi thấy dấu hiệu đó sẽ có giá trị như thế nào, khi mà nó không có giá trị. Đó là cái cách mà chúng ta phải biết để mà chỉ trị. Thì quay trở lại những trong đặc luật, nếu trong đặc luật thì phải vì sao khi đi tìm chúng ta bắt buộc trong vấn đề về nguyên nhân, thì bệnh nhân cũng phải đi tìm các cái vị trí phát hiện, thường phát hiện ở rốn, phát hiện ở vết mổ cũ, phát hiện ở đường trắng, phát hiện ở tổ bệnh nhân dân. Thì ở vẹn đều, ví dụ như nếu mà chúng ta có thể cho bệnh nhân làm biện pháp phân san van để xem coi cái phát hiện đó nó có to ra hay không to. Thì bình thường thì cái phát hiện nó to ra, nhưng mà nếu mà trong tác dụng mà nghẹn thấy có cái gì đi đó, mình cho bệnh nhân làm biện pháp phân san van thì mình sẽ không to ra, để chứng tỏ rằng đây là nó bị nghẹn chứ không phải là nó bị kẹt. Bởi trong cái phát hiện ở thành bụng thì các chị thấy nó có cái gì, nó có cái kẹt và nghẹn là hai trạng thái khác nhau. Có những bệnh nhân có gì ở biểu, có gì mẹ nó nằm ở dưới biểu ruột cũng như là màng phổi lớn, nó làm cho biểu rất to nhưng bệnh nhân không có tác dụng. Còn nếu cái nằm thì nó nhỏ bớt, bệnh nhân đi lại đứng ho nặng hay là điều pháp ban sinh ban sẽ to ra. Còn trong tác dụng là có kẹt, và kẹt là nó không to ra. Thì giờ những cái chuyện đó là khi mà các chị làm cái biện pháp phân ba, chúng ta sẽ chứng minh để chúng ta chứng tỏ là cái chuyện đó có hay không có, chúng ta chứng minh. Rồi những dấu hiệu chẳng hạn như dấu hiệu người phi siêu âm là trong cái mặt cấp, trong cái mặt cấp bình thường cái người phi trên lâm sàng có nghĩa là mình gì ở điểm từ mũi đít cho tới cái đường nách trước, còn lấy cái điểm giữa chỗ đó hoặc dùng dạng xuất phát đi lên, chúng ta đặt cái mũi của cái ngón tay nhỏ, ngón tay nhỏ chạm dưới sườn, nếu nhận kích vô nhận đau cho mấy lần thì gọi là mũi phi. Thì dấu hiệu mũi phi son đây là một dấu hiệu xưa hoàn toàn dựa trên lâm sàng với vị trí của mặt theo giải phẫu ở một cái dân số mẫu chung và một dấu hiệu hoàn toàn mù. Còn trong khi trên siêu âm của mình thì nếu chúng ta thấy một cái khuôn mặt căng thành vậy, trong lòng có sỏi hay không có sỏi, có những xung quanh khuôn mặt dần dần, thì cái đầu dò siêu âm của mình nếu mà các chị thấy được cái đáy của mặt, các chị đặt đầu dò ngay đáy của mặt, các chị ấn nhẹ khuôn tú lên cái đáy đó, nếu mình nhận đau chói lên thì có nghĩa là cái dấu hiệu bị siêu âm ở đây là dương tính. Thì cái dấu hiệu siêu âm dương tính hay là cái mắt bên đây dương tính thì chúng ta cũng nên để ý luôn luôn so sánh với lại hai nguồn hai bên, không có cái không có cái gì mà mình thấy. Nếu mà cái vị trí của chúng mình thái chúng mình vị trí của ruột thừa, các vị ấn đạo thấy trên siêu âm, các vị ấn đạo các vị sẽ ấn qua hai bên, không thấy đáy của mình, không thấy ruột thừa. Nếu nó đau gặp tương tự thì lúc đó cái dấu hiệu của siêu âm hay là mắt này siêu âm này chúng ta kết luận nó là dương tính, nó mới có giá trị. Bởi vì sao? Ví dụ như một cái túi mặt các chị thấy nó to, các chị thấy thành nó dày, nhưng mà ở một bệnh nhân viêm gan cấp tính chẳng hạn, lúc đó viêm gan cấp tính thì gan to đau cả cái vùng gan. Nếu mà các chị ấn vô đáy túi mặt, các chị không phải vô can, bệnh nhân kêu đau thì ta kết luận là viêm gan dương tính. Thay vì viêm gan dương tính để nó xác định rằng là chỉ có cái vùng đáy của mình là nó đau, mà chúng ta quên đi cái chuyện mà chúng ta so sánh cái vùng còn lại. Trong viêm gan cấp tính thành túi mật dày
thì báo là được cái xoang tin tinh, trong cái đó thì ở đây là toàn bộ cái ghe nó đều đau hết. Cho nên là một cái viêm gan cấp tính nó sẽ khác như viêm thực vật cấp tính về mặt sinh lý, mà một cái viêm thực vật cấp tính thì có thể thì phải phẫu thuật. Ở đây tôi nói thì có thể là bởi vì trong viêm thực vật cấp tính ngày nay thì có thể điều trị mổ bằng một thời gian sau đó mới có thể mổ trong trường hợp mà cần thiết. Còn viêm gan thì chắc chắn là chỉ có điều trị mổ bằng. Tuy nhiên là trong cái xu hướng ngoại khoa nói chung thì để viêm bất cấp thì ta đem mổ, và nếu mà cái có viêm bất cấp mà bệnh nhân là viêm gan thì phải là viêm thực vật, thì cái khi mà đem một bệnh nhân viêm gan cấp tính mà đem đi phẫu thuật thì chắc chắn là những tình trạng phẫu thuật tình trạng của gây mê sẽ làm nặng nề hơn cho tình trạng viêm gan hơn, chưa kể các cái dạng độc tố giảm đau đều ảnh hưởng tới gan đó. Vì vậy cái kết luận của mình ở đây có thể vô tình hoặc là hữu ý gì đó thì biết, nhưng mà vô tình thì nhiều hơn. Vô tình có thể là do chúng ta không để ý hay không có năng lực là thiếu hiểu biết thì sẽ gây cho tình trạng nặng nề cho bệnh nhân. Còn trong cái bắt buộc này cũng vậy, chúng ta thấy cái đường thừa nếu ta không có để ý cái đầu dò ở hai bên, dù như một cái bệnh lý gì đó chẳng hạn như cũng dạ dày dịch từ cái lỗ thủng ở trên dạ dày nó chảy theo lãnh đạo đàn phải đi xuống cọc nhớ một điểm từ dưới phải đau theo lãnh đạo đàn phải xuống quanh cái vùng lãnh đạo, lúc đó đau ở đây là đau toàn cái vùng một từ dưới phải do cái dịch. Cái ruột thừa có thể mình thấy đúng, có thể thấy không, và nếu ta thấy đi tìm ruột thừa ta thấy ruột thừa và ta ấn ngay chỗ đó, cái chuyện đè ép hay không đè ép nó sẽ cái con sẽ, nếu ruột thừa kích thước nó chỉ nằm ở dưới hàm nó khoảng 6 mm nó sẽ, cái chuyện mà đè biết là ở đường lớn mũi ở những người mà hoặc là khỏe thì các chị đè nó khó, cho nên cái chuyện mà đè sẽ cái con đây khó kết luận. Và nếu căn cứ vào cái dấu hiệu mặt này các chị bảo rằng ở đúng chỗ ở cái vùng ở cái ruột thừa thấy được tinh sư vong thì nên đau. Nhiều khi người ta lại đi mổ vì cái chuyện mà mắt cũng hay đau, bởi vì cái dấu hiệu mà mắt cũng hay sư vong nhân tính hay dấu hiệu khi sư vong nhân tính nó rất ngay rồi và có chẩn đoán xác định một cái bệnh rất lớn là người ta có thể quyết định không có cái công phẫu thuật ở chỗ này. Và cái phẫu thuật ngày xưa đó, nếu mà chúng ta thấy mổ ruột thừa cái thời mà còn mổ mở thì không thường là chỉ mổ ở vùng phẫu thuật phải chứ không mổ nội soi như ngày nay. Và nếu mà mổ ruột thừa phải nhập mẫn rất nhiều, nếu anh chị nào có đi ngoại thì các chị sẽ biết cũng như vậy, chỉ cần mổ nhỏ được mắt cũng nên hoặc là đường có khi nào biết gặp cũng bị cái chuyện mở ra là vừa thấy nó chỉ sung huyết trong một cái dịch nó đục không vậy thì không phù hợp với cái viêm ruột thừa, thì lúc đó cái nghi ngờ thì cũng như vậy trên lại phải đóng ở dưới mở ra thì những cái tên ruột để ta thám sát ở dạ dày nhân dân. Ngày xưa thì nó có những cái chuyện như thế, thì đó khi mà cái chẩn đoán của mình làm sai lầm đi thì cái thái độ xử lý lâm sàng nó sẽ có những cái sai lầm mà những việc là gây nạn tiếp cho người bệnh. Còn ngày nay thì cái chuyện mà mổ nội soi, nếu mà mổ nội soi lâm vào thêm một cái lỗ nhỏ nó cũng tới rồi, mà nói cái chuyện đó để cho thấy là cái giai đoạn sư bông của mình nếu chúng ta thực hiện đúng với các kỹ năng đúng thì nó sẽ giúp được rất nhiều, và ngược lại nó sẽ gây hậu quả không phải là nhỏ. Và các chị mà lưu ý ở đây, ngoài ra sư bông có thể hướng dẫn trong cốt sư thiết thì trong cái sư bông cũng cấp thì người ta có thể là chia theo cái phân khu của hổ. Tuy nhiên là khi mà mình tiếp cận đó, theo quy định ta sẽ tiếp cận theo những bệnh nguyên. Bệnh nguyên có nghĩa là giải thích được cái chỗ đau của bệnh ở đây nó là
phải hiểu được cái đó. Ví dụ như một cái đau ở vùng trên rốn, anh chị thấy đau ở vùng trên rốn, ngoài cái các cái tạng trong rốn chúng ta còn có gì nhé, chúng ta còn có tim và màng ngoài tim. Nếu mà chúng ta không để ý tới những chuyện đó thì chết là ở trên còn cái nơi làm CT ở siêu âm của mình thì chúng ta cần chỉ là chúng ta có thể đánh giá được cái màng ngoài tim hoặc là cái màng khác là cần lưu ý. Thì một cái tim ở thái phổi, một cái đồng bào cơ tim hoặc là một cái trạng nội tim cấp tính, thì cái trạng nội ngoài tim hay là cái trạng nội của màng phổi trong số bệnh lý, nếu chúng ta ghi nhận được kịp thời thì là những dấu hiệu chỉ định cho lâm sàng trên một cái lưu âm vùng âm tính để giải thích ở trong đó. Thì khi mà chia ra các vùng, thông thường thì sẽ chia ra thành bốn vùng, một từ trên phải, một từ trên trái, một từ dưới phải, một từ dưới trái, và có thể cái vùng mặt ruột. Nhưng mà một điều lưu ý là trong những trường hợp một từ ở trên này, chúng ta có phần bụng và đừng quên có phần ngừng ở phía trên, thậm chí để ta đi tìm như ở phía dưới. Dù những cái có nhiều trường hợp ở vùng cơ, nhất là ở nam, cái cơ quan sử dụng ví dụ như xoắn tinh hoàn, thì cái xoắn tinh hoàn này nó cũng gây đau ở trên bụng, mà chúng ta thấy vốn xoắn tinh hoàn thì cái việc tinh hoàn đau ở đằng hoặc là khi tinh hoàn màu đỏ. Nhưng mà bệnh nhân có một cái nhiều khi cái ở phía dưới nào tai nghe là không khai báo với mình, nhưng mà thực tế bệnh nhân cũng có thể đau trên bụng bởi vì cái động mạch tinh hoàn. Chúng ta thấy mắc được trong những trường hợp viêm nhiễm đó đi theo cái hệ thần kinh phân bố thì có thể gây đau ở cái vùng hạ vị hoặc là vùng rốn dần dần. Đó là những cái triệu chứng mà ở những cái vùng ta cần phải lưu ý. Ngoài một điều cần nhớ là ngoài cái bụng còn có những cái vùng ở trên ngực hoặc là vùng ở phía dưới của mặt sử dụng, chúng ta phải lưu ý chuyện đó. Cái thứ hai, trong các cái tạng thì các anh chị lưu ý có những tạng khi mà nó đau thì nó không đau ở vị trí của tạng mà nó lại gây đau ở những chỗ khác. Ví dụ như hồi nãy tôi có trình bày với các anh chị cái thủng dạ dày, khi mà dạ dày thủng hoặc là thậm chí là trong viêm tuyến giáp, cái dịch của dạ dày thủng hoặc là cái dịch của tụy ở trên này nhiều khi nó không gây đau, mà khi mà cái dịch nó chảy xuống ở dưới một vùng tư dưới bên phải thì ở vùng tư dưới phải này, cái chỗ này là cái chỗ thấy các chị thấy quanh cái hố bánh đèn ở chỗ này, nó có một cái gốc của thanh tràn, chỗ này là một cái chỗ tương đối là nó nằm thấp thay vì ở tư thế nằm, và dịch nó lắng động ở chỗ đó, và khi nó ứ động ở chỗ đó thì cái triệu chứng đau nó thể hiện ở chỗ này. Chính vì thế mà trong nhiều trường hợp cũng dài dày mà dân lại chỉ đau ở chỗ phải. Thì vậy một cái đau ở chỗ phải, nếu các chị thấy không thấy những cái bất thường của bồi tràng hay của mặt treo, nó là cái hạch hoặc là bụng thừa bình thường, thì các chị phải coi chừng bệnh nhân này có cũng dày dày hay không. Cũng như vậy thì chúng ta thấy chúng ta sẽ đi tìm cái dịch ở đâu, ở chỗ rãnh gan đó, chúng ta sẽ đi tìm cái hơi ở nằm dưới gan với lại ở bụng trước, bệnh nhân nằm ở tư thế nó nằm được một dương dịch. Đó là những cái mà bệnh nguyên ta, nếu mà nghĩ đơn nó sẽ có những triệu chứng tương ứng, chúng ta sẽ đi tìm và tìm sự bằng nó mới phù hợp. Thì những cái vị trí mà liệt kê ra ở đây thì đây là một bài tổng hợp, cho nên là các chị chỉ cần học tham khảo ở đây ở cái bài mà tôi đã gửi cho các chị. Hãy mới gửi cho một cái địa chỉ chung, địa chỉ của tôi.
tên là An đấy. Một lớp rồi, lớp đó thì là email là gì? Khi mà là làm sư quan, ta thấy ngoài cái chuyện mà các chị thông cảm, các chị tương tác với lại người bệnh, để chúng ta định hướng xem cái bệnh nguyên, cái nguyên nhân gây ra, để chúng ta nhìn tìm các dấu hiệu của trên sư quan, thì khi mà làm chúng ta kết hợp giữa cộng đồng công để thăm khám tổng quát, sau đó phun uống và những tổn thương ví dụ trong đầu thẳng, thậm chí trong một số trường hợp kéo khảo sát ở cái vùng sâu, chúng ta phải kết hợp với lại đầu dò tham khảo hiện trạng và trong vùng cầm. Thông thường chúng ta sẽ xem cái dấu chỉ trên sư vong cùng, đó là cái gì, đó chính là cái hơi thì ở trên sư vong bị hạn chế rất nhiều, tuy nhiên là trên CT không bị hạn chế của hơi, và hơi cũng là cái dấu hiệu gì dị điểm. Tuy nhiên đối với sư vong mình sẽ xem cái gì nó có bình thường hay không. Dù anh nam gần như là không bao giờ được còn khi ở gần nếu có thì các chị thấy là buông lang. Nếu mà nó nằm ở vị trí bất thường, những vị trí có thể thấy được ví dụ như là gan thận hoặc là ở cái vùng một chỗ phải hoặc là trong rãnh đại tràng hai bên hay là ở vùng buông lang, thì ở những vị trí đó thì khi mà chúng ta đánh giá nó có những bất thường, chúng ta sẽ quay trở lại tìm cái nguyên nhân là giá ở đây. Còn khi không vào web cũng như thế này thì thông thường thì trong cái bài đầu tiên khi chúng ta cũng rất các chị biết hoặc sau khi mà chúng ta phát thông cảm khu phú của từng cái cơ quan, từng cái nội tạng, từng cái tạng ở trong bụng, chúng ta sẽ có cái thông cảm theo cái vị trí và các cái cảm của mình có chồng lên nhau. Nhưng mà khi con quét vậy không phải là quét một cách không chú ý. Ta chú ý để xem cái gì, ví dụ như ở phía bên phải các chị đi xuống, các chị phải để ý cái rãnh đại tràng phải. Rồi tới thấy cái đầu dò của mình, các chị thấy cái trường của mình mở ra, cái đầu dò của mình là bao nhiêu cm. Cái đầu dò công tại làm sao mà các cái vết như thế này nó chồng lên nhau để làm không bị mất cái khoảng đi. Ví dụ ở bên rãnh đại tràng, cái đường đầu tiên ở phía bên phải chỗ này các chị sẽ xem cái thạch chính, mỗi cái nó có một cái ý nghĩa riêng. Ví dụ ở phía bên dọc theo cái vùng xương phải thì chúng ta sẽ xem cái đại tràng phải ở đây có dạng đại tràng mình nhìn thường nó dưới gì các chị, đại tràng bình thường là dưới phân và hơi, và các chị chỉ thấy là từng cái ngăn và có thể có những cái cú phân ở bên trong. Trong cái bài sư quan bóng tiêu qua các chị thấy cái hình dạng diện đại tràng phải, đại tràng trái hay là đại tràng ngang nó có cái cách nhìn là bình thường, thì trong cái phần quét sư quan bóng bình trong một cái bụng bóng quát, trong một cái bụng cấp xuống dùng trong cái đau bụng cấp quét cái đường cạnh dưới sườn phải trong cái mạng mở phía bên phải cái dùng bóng phải của chỗ này, từ đó là để ý cái đại tràng là để ý cái gì, là để cái gì không bình thường của đại tràng, không bình thường của đại tràng là cái gì? Bình thường của đại tràng bên phải có chính là cái hình muối và có thể có những khối phân ở bên trong. Còn bây giờ nếu các chị quét xuống, các chị thấy trong đại tràng có cái gì? Đó là cái bất thường. Đại tràng bình thường không có gì, bình thường đại tràng không có gì. Mà nếu bây giờ chúng ta thấy dịch thì phải những bệnh lý gì mà đại tràng có thể chứa dịch,
cho quý vị cùng lưu quan để giải quyết. Thứ hai, trong bệnh lý ngoại khoa để giải quyết trong cái trong cái nhiều dưới tắc ruột ở đại tràng do nhiều khối u của đại tràng phải, khối u của đại tràng bắc gan, khối u của đại tràng xuống hay là đại tràng sinh ma hay là đại tràng vì cái gì của khối u thì khi mà nó tắc thì cái chức năng hấp thụ dịch của đại tràng sẽ mất, đại tràng sẽ lúc đó kèm theo vừa tăng tiết và vừa giảm hấp thụ cho nên đại tràng sẽ thiếu dịch. Thì lúc đó cái chuyện nếu chúng ta quét cái là đầu tiên cái nhát đầu tiên ở phía bên phải chúng ta để ý tới cái đại tràng sản, nếu đại tràng thiếu dịch đầu chúng ta sẽ có những khối u à đầu tai có cái này phải có thể các vị định ra những cái bệnh lý thường gặp trước. Thì ngoài cái đại tràng kích thước cái chất chứa bên trong cái đến là để ý đến cái ta để ý đến cái phần đại tràng xem có gì hay không, dù nếu nó nhạt hẳn có gì thì chúng ta sẽ quét để xem cái ta sẽ để ý xem có cái gì hay là phần đại tràng. Thì cái kỹ thuật chúng ta quét cái gì đó là đại tràng này để xem thì các vị sẽ có một cái lưu ý nhỏ, nếu mà các vị đè mạnh thì cái lớp dịch mỏng đó nó sẽ bị mũi đi, kể cả các vị có làm ở dưới vô sức khỏe thì tại vì nếu mà dịch chúng ta dễ thấy cái là cái dịch đó nó nằm giữa cái phần với cái đại tràng. Nếu mà các vị đè mạnh cái phần bụng sư văn các vị đè thì các vị sẽ khi mà đè thì cái thành bụng nó sẽ áp lên trên bề mặt của tay nhất là bên đại tràng, khi mà đè như vậy thì các vị sẽ đẩy cái dịch nó đi thì có chúng ta lại không thấy dịch đại dịch mà trong cái cạnh đại tràng là giữa đại tràng thì cái thành bụng, cho nên là chúng ta cũng lưu ý đó là những cái mà chúng ta cần phải. Còn ở những cái nhát ở phía giữa hơn thì thông thường là chỗ này chúng ta chỉ khảo sát có chung là khảo sát ruột non trong cái tạng ruột, còn nếu trên đường giữa thì chúng ta sẽ quét để chúng ta để ý ngoài cái ruột non thì chúng ta còn có cái khoang sau cái mạng có chứa động mạch của bụng và tận dương. Trong cái khoảng này các chị có thể khảo sát xem các mạch của bụng có bình hay không, cắt dọc cắt ngang và lúc đó chúng ta sẽ xem cái khoảng gian của bụng nó có hạch vĩ đại hay không, còn những bệnh lý cấp tính tương tự thì phía bên này hạch vĩ đại. Thì vậy sau khi chúng ta quét khảo sát hình thái một cách có chú ý trước, ở đây tôi nói các chị là có chú ý có nghĩa là mình để định hướng cái bệnh, ở đây đó là cái nào là biến chứng, cái nào là bệnh nguyên. Bệnh nguyên ở đây do cái tại chỗ đau hay là cái bệnh nguyên nó nằm ở một cái vùng khác để mà chúng ta có định hướng. Còn khi mà khảo sát xong hết các bài chúng ta sẽ quét ở một cái đường hình chữ Y như thế này để chúng ta khảo sát cái chính nhất ở đây là cái gì, như là kích thước của các cái quả ruột. Thì ở những cái bệnh lý riêng thì nó có những cái triệu chứng thì các anh chị có thể tham khảo thêm vào trong bài, ví dụ như trong viêm túi mật hay là trong viêm gan cấp thì cái việc đó các chị xem thêm. Ví dụ như ở tình trạng này cái túi mật như thế này các chị có cái đường viêm gan cấp trên mặt cắt chọc theo túi mật trên mặt cắt
nghe của tôi mà. Cái hình ảnh này các chị có kết luận, tôi bằng các chị thấy rất dày nhìn không? Mù nề. Ta có thể đoán là những phần cấp. Dạng số, dạng đau,
ví dụ phải khám lâm sàng thì trên siêu âm của mình gan có thể không to, có thể bằng âm bình thường, nhất là bệnh nhân gan nhiễm mỡ thì bằng âm sẽ được, nhưng mà trong gan không vậy. Thì lúc đó các chị sẽ xem xét cái hình ảnh của đường mật, của túi mật, đường mật không dạng. Nếu mà đường mật có tăng cái phản ứng dày lên, dù như đã trong trường hợp ở câu này các chị thấy một cái tình huống phần túi mật dày có thể có sỏi bên trong, nhưng mà các chị lưu ý ở chỗ này có thể có sỏi bên trong, nhưng cái túi mật ở đây các chị thấy không căng, mà khi túi mật nó đã căng và đơn bám vào những định nghĩa ở những cái thể giải phẫu mình đại thể một cái viêm mật cấp tính đó là sao. Dù nếu một cái túi mật này mà nó căng, nó có sỏi ở kẹt cổ, có không có, nó có dịch ở xung quanh, nó có nguyên viên sinh học dương tính, có nghĩa là tại đã cái mật đau hai bên không đau, thì lúc đó sẽ có mật cấp tính. Nhưng mà ngược lại, nếu một cái túi mật nó không căng, không căng các chị thấy, nhìn thấy ở đây cái lồng của nó nó còn ú lượng như thế này mà đâu có căng, mà một khi nó không căng đó thì chúng ta dần chấm hỏi chỗ này có đánh giá là viêm mật cấp tính hay không. Nếu viêm mật cấp tính không căng hay là viêm thừa cấp, thừa to nhưng mà nó không căng, thì cái không căng ở chỗ này nó là cái gì, là cái gì để mình đi tìm. Thì nếu một túi mật mà nó không căng, giống như ở đây mật nó không căng, ở đây lòng mật nó sẽ dễ lòng, nhưng mà ở trên cái hình này cái mật nó không, mình thấy nó không căng, thậm chí thấy có sỏi nhỏ, nhưng cái thành dày như thế này, nhất là có cái sỏi đây, có chẩn đoán là viêm mật cấp tính hay không. Đương nhiên thì ngày nay không có ai đi giải quyết một cách hồ đồ nếu mà bệnh nhân không có các xét nghiệm chỉ phẫu. Ví dụ như là thì đó là viêm mật cấp tính thì thông thường trong một bộ xét nghiệm chỉ phẫu sẽ có cái CT, 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 AST, ALT. Nếu có những dấu hiệu chúng ta sẽ nghi ngờ, chúng ta có thể là thay đổi cái chẩn đoán. Và trên cái phản ứng tức thì của mình trong siêu âm và chỗ này, các chị sẽ để ý vấn đề đây là thành có dày, dày đồng tâm, nhưng cái yếu tố căng hay không căng của túi mật ở đây làm cho mình phải đặt ra vấn đề. Nó ảnh hưởng tới cái chẩn đoán cũng như là điều trị. Mở rộng ra giống như là ở thường thì hay bình thường viêm, các chị thấy viêm túi mật cấp tính do sỏi hay là viêm ruột thừa thì trong hơn 90% trường hợp viêm ruột thừa là nó có tắc nghẽn ở gốc. Tắc nghẽn ở gốc cái gì, chỉ khi nó tăng tiến nó làm cho ruột thừa nó căng lên, hoặc dần nó không căng nữa. Cũng như túi mật đa số 90% viêm túi mật cấp tính là do sỏi, là có tắc nghẽn, có tắc nghẽn thì nó mới làm được phần ngọt lại căng lên, hoặc dần nó không căng, không căng thì siêu đúng không, nó siêu vào trong. Ta mới đặt ra vấn đề tôi đã nói, nó thay đổi chẩn đoán, thay đổi điều trị. Có gì nó bể, nó bể đây thì một cái căn, khi mà nó có một cái hoại tử ở trên thận nó vỡ ra
thì đang dưới áp lực. Khi mà nó vỡ ra thì nó sẽ không kẹt. Và cái thần của nó, các anh chị thấy nó sẽ có, nó tương đối nó uống lượng như vậy. Đương nhiên nó không có nhiều dụng, bởi vì thì lúc đó nếu chúng ta đi tìm, chúng ta không thấy có một cái ổ ổn dịch, một cái ổ áp xe xung quanh, hay là nó trong trường hợp khu trú còn nhiều hoặc là ở bụng, thì phải coi chừng. Như trong trường hợp này chúng mình nó không cạn lòng của nó, các gì thấy nó cũng không hẳn là nó sẽ, nhưng mà cũng không phải nó là cạn. Chúng tôi luôn thành, chúng tôi lòng trừ cái sỏi này là ủng hộ của chị tiên cấp, nhưng còn lại chuyện ở chỗ này ta phải đặt ra 50-50. Đây có thể là một gan cấp tính với cái biểu hiện ở thận túi mật, ở lòng túi mật, chứ không phải là những mật cấp tính. Nếu viêm mật cấp tính thành thì cái thông thường là các chị sẽ đi tìm nó có những tổn thất tim mạch, tổn niêm mạc cho cái đường làm sạch, mất niêm mạc cũng vào trong gan và cũng ra phía bên ngoài. Khi gặp xe ung thư, những ổ ung thư hoặc là lan tỏa. Và ở cái linh trình như thế này rất là khó chịu, nhất là có những siêu sỏi ở đây. Ở đây tôi chỉ muốn cảnh báo các chị một điều rằng là ta cần thấy cái CDU của mình, cái đầu của mình. Bây giờ trí tuệ nhân tạo ra cái CPU điều hành và xử lý rất là nhiều công thức cùng một lúc, cho nên không có gì mập mờ. Và làm siêu âm mắt của mình tập trung, tay của mình thì hoạt động liên tục, là cái não của mình và chạy hết công suất. Đó là làm siêu âm xong rồi một mũi là các chị có thể khóa điều ra chỉ do là gì. Còn nếu mà mình làm một lã thì mình thấy một từ không nói, nhưng mà có gì mình là bác sĩ mình làm việc cho anh mình phải đặt ra cho mình. Nếu mà ở Mỹ hoặc ở Nhật họ đào tạo người chuyên gia siêu âm, họ cắt tất cả những hình ảnh này và trình bày theo cái chuẩn, trình bày để cho các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh làm chẩn đoán, thì đó sẽ đặt ra nhiều vấn đề hiện tại. Còn ở Việt Nam và cái nước châu Âu thì người bác sĩ làm siêu âm, cho nên là chúng ta làm ta phải có chẩn đoán ở trong đây. Ở các nước thì dù như một quy định một ca siêu âm là 15 phút, ở Việt Nam của mình thì 1 phút rưỡi và 1 phút 30. Các chị bình thành, các chị thấy ở bệnh viện đa khoa trung hoặc là các bệnh viện khác như vậy làm siêu âm thì chắc là 1 phút rưỡi đúng nghĩa. Cho nên là để đảm bảo các chẩn đoán như thế này rất là khó, cho nên là các chị sẽ tập làm sao cái kỹ năng của mình trên thói quen với các chị phản xạ. Nếu mà chưa có quen thì các chị chúng ta phải chặt ra những điều làm chậm, chúng ta phải có suy dụng, chúng ta phải có tổng hợp, có phân tích, có tổng hợp để đưa ra cái chẩn đoán, bởi đó là uy tín của mình. Thì mình ăn ngon ngủ yên hay không, sao mà cái ca siêu âm dây được một cặp cưới, thì đó là điều kiện của chúng ta, chứ không phải là một ai cản hết. Đó, thành ra quay trở lại cái hình này là làm cho mình phải suy nghĩ. Cái suy nghĩ ở đây có sỏi thành của con chèn, thành những con yêu của con cặp, nhưng cái yếu tố của con cặp, cái tình ở đây bắt buộc chúng ta phải đi tìm và có một điều và có những điều đo, có các câu chuyện khác cũng như còn của cũng tôi mình nói mình có hay dấu hiệu mình có một viêm gan cấp tính. Còn ở đây đã điển hình rồi, thận xẹt, thận dày, có những cái hốc nó vừa mổ hồng phía bên trong, đó là những cái điển hình của cái viêm gan cấp tính mà có biểu hiện trong tôi mình. Đó thì những cái bệnh lý riêng thì ở đây là minh họa những cái hình ảnh của
các cái dân diễn biến của bình định bình nguyên để giải thích cho những cái nào ở các cái vùng một vùng tư thì các anh chị cái bài cũng còn cho các anh chị dễ xem và đọc bài. Tôi sẽ đi